hàng trong xe. Mến chào toàn thể đại đình, chúc đại đình dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài phát lộc, các bác nông dân được mùa bội thu nha. Hôm nay Sang sẽ như yêu cầu của cả nhà, suốt thời gian qua điện cứ Sang ơi kiếm máy tầm chung, sẽ không biết ở đâu ra nữa, nên này bữa nay lục trong kho đâu được ba em này ha. Giá này là giá thanh lý nha, kêu bằng giá thanh lý nha. Máy móc thì Sang đã nổ ok hết đó. Giờ hai con Shinowa là một con là 488, đây là con 488, con bên đây là 400, con này thì không có làm lưỡi ha. Còn con chính giữa là con Echo 4001, thường kêu là 401 đó. Hai con này giá nó sẽ là tầm trung cho khách hàng nào mà xài gia đình hoặc là mấy anh thợ cưa thì cứ việc lấy ha. Còn mấy anh mà thợ á, muốn mua ba con này á, thì liên hệ số điện thoại trên màn hình trực tiếp em ha. Sẽ có giá thợ cho mấy anh hốt hết ba con này ha. Giá thợ là coi như siêu rẻ đó. Siêu rẻ. Đó, này là về mấy anh chỉ việc mấy anh bán thôi. Rồi, như hình ha. Giờ vô từ con 1 đi. Con này là con Shinowa 488. Máy móc á, thì ok. Đã nổ. Đó. Này thì giá máy này thì giá tầm trung, ai xài cũng được, nhưng mà nó thì thuộc dạng Shinowa hệ đó. Rồi xe sẽ nổ nha, máy này thì ta nổ nha. Đó. Máy này thì là Shinowa 4488 là 48cc, lam này chắc lam dài, lam này có 6 tấc, sơn thì chắc sơn 72 đó, sơn 72. Rồi con này nếu mà khách lẻ mua giá sẽ là thanh lý luôn, 3.500.000. Rồi về sao bán vậy đó, kiếm sao thì bán vậy nha. Liên hệ số điện thoại trên màn hình, gặp trực tiếp Sang. Nhớ nhắc là Shinowa 488 giá 3.500.000 ha. Nhanh tay nha, bữa nay là đâu Sang lục trong kho ra được mấy con hả, chứ không có nhiều ha. Rồi một con hàng hệ mà giá tầm trung, đây là một con Shinowa 401, con này cũng vậy đó, lam này chắc ở lam 5 tắc, cái này thì 40cc, đây cc nó đây đó, 40cc ok, giật mẫu luôn, máy chạy ra tay tạch tạch luôn. Tạch luôn ha, ok chưa, đây đó, máy móc chạy ngon. Rồi con này sẽ có giá là 2.500.000 đó, thanh lý luôn đi. Rồi 2.500.000 con số 2 Echo 4001 nha. Con thứ ba đầu này là Shinowa 400 40cc, máy móc thì đẹp. Chạy nghe xé gió ha. Rồi đó, mấy anh thợ hôm nay thì lấy hết ba con này thì báo Sang ha. Con này nếu mà lấy cái đầu không, đầu con này thì 2.000.000. Rồi Shinowa 400 giá 2.000.000. Rồi nhanh gọn nha. Rồi, giá này là giá thanh lý ha, bán máy như hình đó, đã nổ. Rồi ai thích cái nào thì liên hệ số điện thoại trên màn hình, gặp trực tiếp Sang nha. Rồi video Sang đến đây đã kết thúc. Mến chào và hẹn gặp lại đại gia đình trong video kế tiếp. Hy vọng đại gia đình đã chọn được cho mình một trong ba con này ha. Liên hệ nhanh và liền nha, tại vì số lượng nó chỉ có ba máy thôi, không có máy nhiều nha. Tại vì không biết máy, không biết cả nhà kiếm máy gì nên Sang đăng lục kho kiếm đại mấy con này. Máy này thuộc dòng hệ rồi. Rồi bye bye, hẹn gặp lại. Nhớ like cho Sang một like nha. Nhớ đăng ký kênh để xem được nhiều video mới nhất. Bye bye.